Vô tình hình là mình sẽ làm về cái góc quay của mình. Trên bàn mình sử dụng những cái vật dụng gì và mình dùng những cái gì để mình quay video thì mình sẽ giới thiệu cho bạn trong cái video này. Đang có hứng muốn làm video nhưng mà cũng không có biết hướng dẫn cái gì, với lại cũng chưa có chuẩn bị, cho nên là hôm nay sẽ làm một cái chủ đề nó hơi đời thường tí để đỡ gió cho vui. Tại vì đôi khi là các bạn xem video của mình, các bạn thấy nó xuất hiện mà các bạn cũng tò mò không biết nó là cái gì, mà đôi khi các bạn cũng không có dám hỏi tại vì nó hơi lạc chủ đề một tí. Đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Ở bên này thì các bạn có thể thấy một cái tripod khá là cao. Đây là cái tripod mà mình dùng để quay video hướng dẫn cho các bạn xem đây. Cái này là mình dùng được tầm 7 năm rồi, vì nó là tripod cho máy ảnh cho nên là khá là cứng cáp. Đó, và cái chiều cao nâng của nó khá là lớn. Cái giá của nó cũng cao như nó luôn các bạn. Và đây là một cái cục mà mình dùng để gắn cái điện thoại mình lên, vì đây là cái tripod cho máy ảnh cho nên là nó không có chỗ để gắn cái điện thoại các bạn. Phải dùng một cái cục này. Đó, cái cục này thì các bạn có thể dùng nhiều cái chân khác nhau. Ví dụ như là mình không muốn dùng cái chân này thì mình có thể dùng cái chân nhỏ nhỏ ở đây. Đây là cái chân mini mà mình dùng để quay những cái video mà mình ngồi ở trên nệm, mình là đánh đàn hay là mình hát hay là cái gì đó thì mình dùng cái chân này. Cái chân này mình cũng có thể dùng để gắn những cái mic nhỏ như này để mình thu tiếng guitar. Đó, mình gắn lên và mình thu. Bên cạnh đó thì mình còn có một cái mic khác nữa, đó là cái mic này. Cái mic này là mình hay làm hướng dẫn cho các bạn xem đây. Cái mic này được cái là thu tiếng nó rất là rõ và to, nhưng mà mỗi tội là nó không phải là cái mic dạng shotgun, cho nên là mình phải kê miệng mình gần thì thu nó tiếng nó mới rõ được, chứ không thôi là tiếng nó cũng rất là bé. Cái bàn mà mình sử dụng làm góc quay nó là một cái bàn gỗ trắng như này, và ở trên mình có phủ một cái lớp da màu xanh để khi mà mình quay thì cái mod nó đập vào cái bàn nó không có phát ra tiếng động lớn ảnh hưởng tới bạn bè của mình đang ở trên ghế. Và cái bàn này nó là một cái bàn ngồi bệt, nó không phải là một cái bàn cao, tại vì nếu mà mua bàn cao thì các bạn cần hạ thấp xuống các bạn sẽ không có hạ được. Mà khi mà các bạn mua cái bàn ngồi bệt thì các bạn có thể kê lên để biến thành một cái bàn cao, và khi cần các bạn có thể bưng xuống dưới đất các bạn ngồi cho nó đỡ mỏi. Và để mà nằm thì mình có một cái bàn xếp nhỏ ở đây. Cái bàn này là mình dùng để nằm ở trên nệm mình bấm laptop hoặc là mình ghi chép trên tập này kia, nhưng mà không có dùng để ghi trên giấy được tại vì cây bút nó sẽ đâm qua những cái lỗ này thì sẽ rách giấy. Trên bàn của mình thì ngoài laptop mình ra mình còn có một cái màn hình phụ ở đây. Cái màn này chủ yếu là mình dùng để xem Excel và mình nhập liệu từ bên này qua bên cái màn hình này thì nó sẽ tiện hơn là các bạn mở tắt liên tục để mà các bạn nhập liệu thì nó sẽ dễ bị lộn. Với lại nhiều khi mình hay xem những cái video mà tài liệu về tình thầy trò với lại cô giáo và học sinh đó thì mình hay xem bên này thì mình kiếm phim mới mình xem. Dưới đất thì mình có một cái tấm lót chuột cũ dùng để lót chân luôn, tại vì mình không có xài nữa cho nên là lót chân cho nó êm. Và ở dưới đây thì mình có một cái cục ổ cứng di động để mà mình chứa những cái phim tài liệu về tình thầy trò. Ở dưới đây thì có một cái đế tản nhiệt nữa. Và những thứ dưới đây thì sách vở linh tinh thôi. Bên này thì có một cái âm ly mini của Marshall dùng để chơi guitar. Ở dưới là một cái túi đựng máy ảnh. Bên này là con organ cũ của mình dùng để đánh đệm hát chơi chơi cho vui ở nhà. Trên này là một cái thùng đựng đàn, cái này mình đựng đồ lặt vặt trong đó thôi. Và bên này là hộp tiền lẻ, hộp đựng mod và hộp đựng chuột của mình. Ok, và đó là giới thiệu về những thứ lặt vặt ở trên bàn của mình. Đó thì video này chủ yếu là mình làm chơi cho vui thôi chứ cũng không phải là một cái video nghiêm túc gì cả, cho nên là nếu bạn cảm thấy hay và thú vị, thích thú với những món đồ mà mình giới thiệu cho các bạn nãy giờ thì các bạn có thể like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video hướng dẫn nghiêm túc hơn.